Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.6 của đài truyền hình VBS. Kim Thụy kể đến quý vị bản tin đầu tiên của phần tin Việt Nam liên quan tới việc Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam. Thủ tướng Mahathir đã đến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28 tháng 8 theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2018. Ông từng là Thủ tướng Malaysia giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2003. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia nhằm tăng cường quan hệ song phương, mở ra các cơ hội để hai bên đạt kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020, theo New Straits Times. Thủ tướng Mahathir đã hội đàm với người đồng nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Ông cũng sẽ thăm tập đoàn FPT và khu công nghiệp Nội Bài vào ngày 28 tháng 8. Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp thành đối tác chiến lược năm 2015. Hai nước hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cả song phương và đa phương như là an ninh quốc phòng và thương mại. Trong một bản tin khác, thành phố Sài Gòn sắp có hai nhà máy đốt rác phát điện. 4.000 tấn rác mỗi ngày của thành phố Sài Gòn sẽ được đốt thành điện từ cuối năm sau, khi hai nhà máy có tổng vốn đầu tư 400 triệu Mỹ Kim hoàn thành. Hai dự án xử lý rác phát điện tại huyện Củ Chi đã được thành phố chấp thuận chủ trương sẽ được khởi công lần lượt vào cuối tháng 8 và tháng 10 năm nay, dự kiến hoàn thành vào cuối năm sau. Thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Sài Gòn cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 26 tháng 8. Nhà máy đốt rác phát điện Vista được xây dựng trong khuôn viên nhà máy hiện nay ở Củ Chi rộng 40 ha. Giai đoạn 1 khởi công ngày 26 tháng 8 với công suất 2.000 tấn rác mỗi ngày và đến cuối năm sau sẽ đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 xây dựng dây chuyền để tăng công suất lên 100%, hoàn thành trong năm 2021. Tổng vốn đầu tư của dự án này là gần 400 triệu Mỹ Kim. Liên quan đến vấn đề lưu thông ở Việt Nam thì nhiều tài xế xe ôm đã phản đối đề xuất đeo thẻ khi hành nghề. Nhiều tài xế xe ôm cho rằng bắt buộc họ đeo thêm thẻ hành nghề do Ủy ban Nhân dân phường xã cấp là việc không cần thiết. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố dự thảo về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh để vận chuyển hành khách hàng hóa. Theo dự thảo này, xe ôm sẽ phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã để được cấp thẻ và đeo nơi ngực áo từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ông Trần Văn Long, đội trưởng xe ôm bến xe Giáp Bát cho biết, lâu nay điều kiện để lái xe tham gia chở khách ở khu vực này là bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm xe và sơ yếu lý lịch, xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường cư trú. Tài xế xe ôm trong bến đều phải ăn mặc đồng phục, in mã số và đeo thẻ có ảnh nhận diện. Khi xảy ra vấn đề trên đường đi, khách hàng có thể đọc mã số tài xế để phản ánh đến quản lý đội xe qua đường dây nóng. Một luật sư thì cho rằng nếu thủ tục cấp thẻ gây mất thời gian, gây phiền hà và dễ phát sinh tiêu cực như là chạy thẻ và thẻ giả. Thưa quý vị, liên quan đến một vụ án gây xôn xao California vừa qua, một phụ nữ gốc Việt đã bị cáo buộc giết hai con của mình. Cảnh sát thành phố Ontario, tiểu bang California, vào hôm 23 tháng 8 đã cho biết Linda Nguyễn sẽ bị đưa vào trại giam West Valley ở thành phố Rancho Cucamonga ngay sau khi được xuất viện. Linda Nguyễn được đưa vào viện điều trị sau khi được chồng phát hiện bất tỉnh vào hôm 20 tháng 8, còn hai đứa con gái 14 tuổi và 4 tháng tuổi đã chết tại gara. Sáng hôm đó, trước khi đi làm, ông vẫn nhìn thấy vợ con bình thường. Các điều tra viên cho hay, trên cơ thể hai đứa trẻ có nhiều thương tích và nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân chưa được xác định. Con gái lớn của bà Linda được cảnh sát mô tả là bị khuyết tật nhưng không rõ cụ thể tình trạng của nạn nhân. Ông Bill Russell, đại diện của cảnh sát Ontario, đã cho biết như sau. Chúng tôi nhận thấy có một cuộc xô xát tại hiện trường. Đây có thể là yếu tố liên quan tới cái chết của hai đứa trẻ.
cảnh sát cũng phát hiện hai bức thư tuyệt mệnh tại gara và bên trong nhà của Linda. Trong đó, người phụ nữ này tiết lộ kế hoạch sát hại hai con gái rồi tự tử. Họ xác định Linda là nghi phạm duy nhất trong vụ án, nhưng chưa thể thẩm vấn do sức khỏe của bà này chưa ổn định. Theo ông Russell, chồng của nghi phạm rất đau đớn nhưng vẫn hợp tác với cảnh sát và dường như không liên quan đến sự việc. Ông ấy đã mất mọi thứ vào lúc này, Russell nói. Giới chức loại trừ khả năng hai đứa trẻ bị ngộ độc khí và cho biết bà Linda dường như là đang bị trầm cảm. Thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày 28 tháng 8, các bạn nhỏ đang lần lượt đến trường. Ở ngay mùa tựu trường này thì bản tin cũng như Kim Thủy cũng muốn gửi đến quý vị là đừng để cái túi đeo lưng gây tổn hại cho xương sống của trẻ nhỏ. Đang mùa tựu trường, các chuyên gia y tế cho rằng sách vở, máy điện toán bảng, thức ăn trưa đều là những thứ có thể quá nặng cho trẻ mang theo trong túi đeo lưng trên đường đến trường. Theo bản tin của hãng thông tấn UBI, các bác sĩ thuộc Hàn Lâm Viện Giải phẫu Chỉnh hình Hoa Kỳ đã đưa ra các lời khuyên cho giới phụ huynh về an toàn liên quan tới túi đeo lưng, tiếng Anh gọi là backpack, khi bắt đầu niên học mới. Đây là điều quan trọng vì các túi đeo lưng quá nặng và đeo không đúng cách có thể gây ra các triệu chứng đau lưng, cổ và vai ở trẻ nhỏ, theo tổ chức AAOS cho biết. Theo Cơ quan An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, thì trong năm 2018, có gần 51.000 ca bị thương tích liên quan đến túi đeo lưng, dựa trên dữ kiện từ các bệnh nhân đến các phòng cấp cứu, văn phòng bác sĩ và các dưỡng đường. Theo phát ngôn viên tổ chức AAOS, bác sĩ Absin Prabji, một bác sĩ chuyên về giải phẫu cuộc sống đã cho biết, đau lưng do túi đeo lưng đeo không đúng cách là quá nặng là một điều hay gặp ở trẻ nhỏ. Thưa quý vị, Kim Thủy vừa mới gửi đến quý vị bản tin tổng hợp của đài truyền hình VBS. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ đài VBS cũng như là ekip xứ ngôn viên. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều bình yên, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.